để vệ sinh Mi 2021. Đầu tiên chúng ta sẽ tháo hộp nước ra nhé, và ta bấm vào hai bên, kéo ra ngoài. Rẻ lau chúng ta sẽ thể kéo ra, kéo ra phía bên ngoài. Chúng ta sẽ mang nó đi giặt nhé, sau đó chúng ta chỉ việc gắn lại. Tiếp theo là hộp bụi, chúng ta sẽ mở cái nắp này và lấy cái hộp bụi ra ngoài. Ở đây có hai mũi tên, chúng ta sẽ mở theo mũi tên này, mở ra ngoài và đổ bụi đi nhé. Có một điều rất hay ở trên hộp bụi này, đó chính là chúng ta có thể đem rửa toàn bộ. Chúng ta tháo màng lọc, đem rửa hộp bụi, rửa cả bên trong và bên ngoài. Và mọi người phơi khô hoàn toàn trước khi gắn lại robot nhé. Để gắn lại màng lọc thì mọi người cũng chú ý, ở đây có hai nghèo tương tự bên này, chúng ta sẽ gắn nó vào trước. Và bên này chúng ta ấn nhẹ vào là được nhé, sau đó gắn trở lại. Với mặt dưới, chúng ta cần chú ý vệ sinh những điểm như sau. Đầu tiên đó chính là các cảm biến chống rơi. Những vị trí này, sóng vị trí này, chúng ta sẽ vệ sinh khoảng 1 tháng một lần. Chỉ cần lấy một cái chổi hoặc một cái rẻ lau, chúng ta lau nhẹ là được nhé. Với vị trí chổi phụ này thì chúng ta có thể lấy một cái tô vít tháo ra ngoài và chúng ta vệ sinh toàn bộ cái tóc mà nó cuốn xung quanh. Hoặc là nếu mà nó ít thì chúng ta dùng cái lưỡi dao ở ngay cái chổi vệ sinh mà đi kèm trong máy. Chúng ta sẽ móc vào những cái sợi tóc đó và kéo ra ngoài. Cắt đứt sợi tóc đó đi rất là dễ dàng nhé. Tương tự với chổi chính, chúng ta sẽ mở ra ở đây, bấm và mở ra, nhấc toàn bộ cái chổi chính này ra ngoài và dùng cái lưỡi dao móc những sợi tóc đang cuốn ở quanh cái chổi chính và chúng ta kéo. Chỉ cần một lần kéo thôi, những cái tóc cuốn ở đây sẽ đứt ra mà chúng ta lấy ra rất là dễ nhé. Khi gắn lại thì mọi người chú ý, chúng ta sẽ có một cái điểm ngạnh hình vuông, hai đầu khác nhau nhé. Thì chúng ta sẽ gắn vào cái ngạnh ở phía bên cái bánh xe bên phải, gắn vào trước mà đặt nó vào trong cái vị trí đúng chính xác. Sau đó gắn này trở lại, thì gắn này mọi người cũng cần chú ý một điều là chúng ta gắn những cái nghèo này vào trước nhé. Chúng ta để chéo như thế này và sau đó chỉ việc ấn xuống thôi. Chúng ta nhấc thử lên để xem nó chắc chắn chưa nhé. Ok, như vậy là chúng ta đã vệ sinh xong con robot hút bụi Mi 2021 rồi nhé.